Hello, xin chào tất cả mọi người nhá. Một lần nữa, mọi người ơi, cho em Toàn xin gửi lời chào thân ái đến tất cả mọi người đang và xem video của em Toàn. Hôm nay em Toàn có một em bình Sachima, họa tiết toàn bộ là vẽ full bình luôn, vẽ vàng rất là đẹp. Có điểm nhấn của em mình là có ba cái quai này, ba cái quai vẽ vàng rất là đẹp luôn mọi người ạ. Đây em xin phép là em quay quay họa tiết của chiếc bình này cho mọi người xem nhé. Các bình này là họa tiết vẽ kín luôn. Vẽ các vị đây là vị tướng quân này mọi người này, vẽ các vị chư hầu đi theo vị tướng quân này. Hôm trước là em hỏi cái tích này thì người Nhật người ta bảo hết cự nin là 100 người thì 100 vệ sĩ và một tướng quân thì sao, em cũng không cái này thì em cũng không rõ lắm, nhưng mà em thấy họa tiết nó đẹp thì em cũng lấy về em quay xem mà có mọi người em có ai ưng ý thì cứ liên hệ với em Toàn nhé. Rồi em xin phép là em đo kích thước em báo mọi người đã. Mọi người chiều cao của chiếc bình này là 40 nha mọi người nhé. Chiều cao là 40. Vòng bụng của nó là 89 mọi người nhé. Vòng bụng 89. Vòng bụng này khá là đẹp đấy mọi người ạ. Đấy, đây là vòng bụng 89 em. Cái miệng của nó, cái miệng này rất đẹp luôn. Bình này là bình hút lọc mọi người này. Bình này miệng nó nhỏ này, tiền vào như nước, nhỏ tiền ra nhỏ giọt ấy, mọi người đấy. Đây miệng của nó là 12,6. Họa tiết rất là đẹp luôn. Ở miệng cổ là vẽ vàng này mọi người đấy. Đây nhá, miệng cổ vẽ vàng này rất là đẹp luôn. Nó điểm nhấn có 4 cái quai này mọi người đấy. Mọi người xem 4 cái quai đẹp không, 4 quai rất là đẹp luôn. Tình trạng bình lành tít nhé mọi người nhé. Một em bình đẹp như này và vẽ full bình này là không phải là dễ tìm đâu mọi người ạ. Vẽ cổ là vẽ hoa mẫu đơn này, triện Sachima luôn nhé mọi người nhé. Đây, triện Sachima luôn, rất là đẹp đấy mọi người xem này. Cái độ co ngót của gốm này rất là nhiều, rất là đẹp rồi. Nền đỏ chữ vàng, chữ này là chữ Sachima mọi người nhé. Đây là gốm Sachima. Đấy mọi người xem này, rất là đẹp luôn. Em bình em thấy là khá là ưng đấy mọi người ạ. Mọi người em có một chiếc này là một chiếc bình hút lọc này, và em có một cái chóe họa tiết y như này nữa. Là hôm nay em sẽ lên video là hai sản phẩm, chiếc này chiếc bình này và một cái chóe nữa. Em xin phép là em hạ thấp xuống một chút để em quay gần lại cho các bác xem họa tiết của nó nhé. Đây mọi người, họa tiết của nó đây. Cái này thì thực ra là cái tích của nó thì em cái gì em cũng quên mất rồi, em cũng nhớ được ra nữa. Đấy, mọi người xem thấy chưa, toàn bộ là vẽ vàng này. Đây này, vẽ những cái chấm này là nổi hết lên nha mọi người nhá, rất là đẹp luôn. Vẽ vàng, vẽ phun bình luôn mọi người. Một em bình Sachima vẽ phun bình và vàng đẹp như này thì thực sự là quá là khó để kiếm được. Nên là anh chị nào mà ưng ý thì cứ nhấc điện thoại lên là inbox nhắn tin cho em Toàn. Đấy mọi người thấy chưa, bình quá ok luôn mọi người. Đây là em bình nhá. Em xin phép là em đặt em bình này xuống đã, xong để em quay cái chóe cũng họa tiết y như này nhé mọi người nhé. Đây em xin phép em đặt nó xuống đây. Đây cái chóe đây mọi người, để em đây. Đấy nha mọi người nha, đây cái chóe đây. Cái chóe thì em xin phép là em cứ đo kích thước trước, xong rồi em sẽ giới thiệu mọi người cái họa tiết của nó. Cái chóe chiều cao của nó 41 nhé mọi người nhé. Chiều cao 41. Vòng bụng nó 64 mọi người ạ.
và bụng 64 chén rất là đẹp luôn. Họa tiết cũng vẽ full bình luôn. Họa tiết thì giống với cái tích thì giống với cái bình kia, gần như giống cái bình kia chứ không phải là giống tuyệt đối. Để em nhìn lại xem mà nó gần giống thôi mọi người nhé. Gần giống, ví dụ tướng quân này em mới ở đây thì là nó khác hơn này. Để em nói luôn là khác ở nhau là điểm gì này. Ở đây là mấy vị này thì là em nói luôn là mặc quần đùi. Đấy, còn cái tích kia là mấy vị là toàn bộ là mặc quần dài, còn đây là có cả quần đùi, cả quần quần đùi và cả quần dài. Rất là đẹp luôn, em bình đây này, mọi người này, vẽ áp phải vàng rất là đẹp luôn. Đấy, họa tiết quá là ok luôn các bác ạ. Sachuma nhá. Đây em xin phép là em quay sát lại cho các bác xem này. Trên này, trên miệng vẽ vàng quá là ok luôn. Em đo cái miệng của nó đây. Cái miệng của nó đây, miệng của nó là 11,5 nhá mọi người nhá. Miệng 11,5. Bình của Sachuma luôn. Đây bình này, em bình này là triện dấu cộng nhá mọi người nhá. Cũng Sachuma này này. Đấy, đây ở dưới này vẽ vàng này mọi người này. Cái viền này vẽ vàng này rất là đẹp luôn. Em bình này em thấy là quá là ưng ý luôn các bác ạ. Các bác còn ngại ngần gì mà không liên hệ với em Toàn, để em Toàn còn đóng hàng gửi về nhanh để cho các bác sưu tầm xem tận mắt là cái vẻ đẹp của em bình này như nào. Vẻ đẹp của em bình này thì em dám khẳng định là nó còn đẹp hơn cả ở trên video luôn mọi người ạ. Mọi người xem thì về thì em nghĩ là mọi người xem ở trên video này mà đã ưng ý rồi thì em nghĩ là về nhà không có gì mà đã không ưng ý cả. Mọi người ai ưng thì cứ liên hệ với em nhé. Cái chóe này thì là của Sachuma. Hai cái bình này của Sachuma tất đây vẽ vàng này. Đấy. Mọi người ai mà ưng cứ liên hệ với em. Cái này nếu mà anh chị nào mà sưu tầm thì sưu tầm cả một cặp này về chung cũng được mọi người ạ. Em thấy là nó cũng hợp lý đấy, vì họa tiết thì nó cũng tương đối giống nhau, kích thước thì hai cái nó cao bằng nhau, cái bộ phận bụng thì nó khác nhau thôi. Đây, mọi người thấy chưa, quá là ok luôn phải không mọi người. Cái này thì tuổi đời nó khá là sâu đời rồi mọi người nhé, trên 100 năm tuổi, em dám chắc các bác là trên 100 năm tuổi luôn. Mình này không có dưới 100 năm tuổi mọi người nhé. Đấy, các bác thấy ok chưa? Rồi, em xin phép là em hạ cái chóe này xuống để em quay lại một chút về cái họa tiết của cái bình này cho các bác xem. Đấy các bác, bình đây nhé mọi người nhé. Đấy, đây họa tiết bình đây. Đây mọi người, mấy ông này là mặc quần hết. Đấy, như kia là mặc quần đùi. Mà còn đùi nó lại có điểm nhấn, mọi người còn nhìn được đùi của mấy vị quan ở Nhật chứ mọi người. Đây là núi Phú Sĩ này mọi người này. Đây là cổ này vẽ hoa mẫu đơn này. Rất là đẹp luôn. Đấy, mọi người mà ai mà ưng thì cứ liên hệ với em Toàn nhá. Qua số điện thoại Zalo là 0962 949 668 mọi người nhá. Thôi em xin chào tất cả mọi người nhá. Em cảm ơn tất cả mọi người đã xem video và từ trước nay ủng hộ em Toàn. Cho em Toàn gửi một lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả quý vị và anh chị. Và em xin chào mọi người nhé.